Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Chào mừng anh chị em và các bạn quay lại chương trình của Thắng ơi. Thưa quý anh chị em và các bạn, trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Thắng ơi đang đóng vai trò là một người bán hoa tại công viên 23 tháng 9. Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về cái chủ điểm đó là mua giá cao và giá thấp. Câu chuyện liên hệ từ người bán hoa Tết và những cái bài học kinh nghiệm rút ra từ việc là cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam trong việc là mua hàng vào cuối năm cũng như là chờ mua giá thấp. Thì thưa quý chị, anh chị em và các bạn, thì hôm nay là 24 Tết, thì hiện tại đang tại cái hội chợ hoa trên công viên 23 tháng 9, là một trong những cái công viên trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh chị và các bạn không khó để nhận ra là phía sau anh chị em và các bạn là rất nhiều các quầy hàng hoa, nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì vào buổi chiều ngày 24 tháng Chạp thì gần như là số lượng khách hàng không được đông lắm. Thì rõ ràng là chúng ta đang nhận ra một cái câu chuyện, đó chính là cái văn hóa chung của tất cả những người mua sắm đều có cái xu hướng là chờ tới cận Tết, gần Tết hoặc là sát Tết để mua hàng. Thì đây là một cái câu chuyện, là một bài ca muôn thuở của hàng rất nhiều các cái Tết qua trong những năm gần đây. Thì lý do tại sao cái tâm lý này nó lại thành là cái vấn đề phổ quát cho tất cả anh chị em và các bạn trong những mùa Tết, chủ yếu nó đến từ việc là cái tâm lý mong rằng là những ngày cuối năm, cận năm, sát năm và những ngày cuối cùng của năm sẽ mua được hoa, mua được sản phẩm với cái mức giá rẻ. Và điều này nó tạo nên những cái năm trước là một cái kịch bản đáng buồn, đó là người bán hoa Tết và những người bán các cái đồ trang trí của ngày cuối năm thì bị ế hàng và có thể sẽ đập bỏ những cái chậu hoa của mình. Thì với video này thì chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn, và một phần nào đó muốn anh chị em và các bạn hãy thay đổi cái cách nhìn nhận và cái cách mua bán hàng hóa theo cái cách là chờ vào những ngày cuối để có thể mua được hàng rẻ. Đây thực sự không phải là một cái cách phù hợp đối với việc là mua được một cái chậu bông, mua được một cái sản phẩm cuối năm mà nó tốt và chất lượng. Anh chị đã thấy trong giới kinh doanh thì có một cái câu nói rất là kinh điển, đó chính là hàng rẻ thì chẳng bao giờ là hàng tốt, hàng rẻ thì không bao giờ là hàng chất lượng cả. Và bên cạnh đó nữa thì nó tạo nên một cái bài toán cho người bán bông, bán hoa và bán những đồ trang trí Tết, với cái việc là sẽ rất khó trong chuyện là có thể bán được đúng giá và bán giá phù hợp cho quý anh chị em và các bạn trong những cái khoảng thời đoạn từ những ngày cận Tết. Lý do là bởi vì là với cái tâm lý chung là những ngày cuối năm, sát năm, nếu như họ vẫn chưa bán được hàng thì sẽ không có cái câu chuyện là dự trù được cái việc là thu hồi được vốn hay không, hay là lời lỗ như thế nào, thì sẽ dẫn đến câu chuyện là thông thường sẽ có câu chuyện là nói thách trong cái việc bán hàng. Thì như vậy nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng chung, đó là cái giá bán hàng sẽ rất khó có thể là đi tới một cái giá thực tế là như thế nào. Có thể là trong một cái khoảng trước Tết xa xa thì sẽ hay có một cái tình trạng đó là giá sẽ cao hơn so với cái mức gần Tết. Thì đây cũng là do chính các anh chị và các bạn, cho chính mọi người đang tạo nên cái môi trường như vậy. Đáng lý ra thì chúng ta hoàn toàn có thể dành ra thời gian sớm hơn để đi sắm Tết, để đi mua và đi chọn lựa những cái bình bông, bình hoa nó tốt và nó chất lượng. Thì từ cái câu chuyện của người bán hoa cuối năm tại một cái hội chợ hoa trên công viên 23 tháng 9, một trong những công viên trung tâm, thì chúng ta mới nhận ra được là cái văn hóa chung của cái việc tiêu dùng mua sắm của người Việt Nam thì hay theo một cái hướng, tức là muốn mong là luôn luôn là mua được cái hàng rẻ, muốn mong là mua được cái hàng gọi là chất lượng nhưng mà lại giá rẻ. Thì như vậy thì rõ là nó sẽ không đạt được cái yêu cầu. Thì từ đó chúng ta sẽ có một cái bài học liên hệ đối với các cái thị trường khác, ví dụ như thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản mà chúng ta vẫn tham gia hàng ngày, thì nó sẽ không bao giờ có một cái câu chuyện đó là những cổ phiếu giá rẻ mà lại chất lượng. Thường thường thì thưa với anh chị em và các bạn, thì anh chị và các bạn sẽ không khó để nhận ra rằng là những sản phẩm bất động sản, những sản phẩm chứng khoán hay là những cổ phiếu, những doanh nghiệp mà có chất lượng cao thì rõ ràng giá của các cái cổ phiếu này nó cũng sẽ tăng, sẽ là đứng ở một cái mức độ tức là rất là cao, và đó mới thực sự là những cái doanh nghiệp tốt, bởi vì nhiều người cùng chấp nhận, cùng mong muốn được sở hữu nó thì nó sẽ là những sản phẩm tốt hơn. Còn lại thì với cái khuynh hướng, với cái nhu cầu, với cái việc mà
chúng ta luôn luôn kỳ vọng rằng là mua được những cái hàng for sale, hàng giá rẻ, thậm chí có những cổ phiếu, có những sản phẩm bất động sản mà chúng ta mua thường thì sẽ được rẻ, nhưng rõ ràng đó là những công ty, những cái doanh nghiệp là hoạt động kém hiệu quả. Thì chúng ta phải đặt thêm một cái câu hỏi là tại sao nó lại rẻ như vậy, tại sao nó lại dưới mệnh giá, tại sao nó lại dưới 10.000, tại sao lại ít người mua nó như thế. Thì đó là cái câu chuyện của là hàng rẻ, hàng kém chất lượng. Và những cái thời điểm, những cái lúc mà chúng ta cố tìm kiếm một cái sự chênh lệch giữa cái câu chuyện giá thấp để tìm kiếm lợi nhuận, thì y như rằng chúng ta lại càng xoay vần vào những cái luẩn quẩn của việc là giá rẻ thì còn hoàn toàn còn có thể rẻ hơn nữa. Và đó là sai lầm lớn nhất mà khi chúng ta tham gia đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán. Một lĩnh vực là bất động sản cũng vậy. Nếu như anh chị em và các bạn là người ngoài nghề thì hãy mong chỉ được mua được đúng giá, đừng mong mua rẻ. Bởi vì thông thường những cái sản phẩm rẻ, những sản phẩm mà rẻ mà chất lượng, thì những người tham gia, những người mà trong lĩnh vực họ đã có khả năng, có kỹ năng để mua được cái sản phẩm chất lượng đó rồi, chứ không đến phần chúng ta. Thì những cái sản phẩm mà rẻ mà bèo thì nó thường hay xảy đến một cái câu chuyện, đó là gì? Đó là chúng ta sẽ hay gặp phải những cái vấn đề rắc rối liên quan đến pháp lý của bất động sản. Thì từ câu chuyện của mùa Tết của những người bán hàng trong những cái dịp Tết, thì chúng ta cũng thêm một cái bài học thêm để anh chị em và các bạn được chia sẻ trên cái góc nhìn của tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Thì ông có nói rằng là hãy dành ra một chút thời gian, hãy dành ra một chút cái suy nghĩ về cái câu chuyện là có thể mua sắm sớm những cái hàng hóa, những cái chậu bông, chậu hoa, chậu cây cảnh sớm, để có thể thúc đẩy và giúp đỡ những người làm nông nghiệp. Họ hoàn toàn có thể có quyền được bán những cái sản phẩm của mình, hàng tốt nhất, đẹp nhất, chất lượng nhất, với giá cao nhất. Đừng để cái tình trạng đó là chúng ta sẽ chơi một cái cuộc chơi, tức là chạy đua với nhau. Tức là người mua thì muốn gọi là thi gan với người bán, và người bán thì đương nhiên là để có một sản phẩm chất lượng tốt, để có một chậu bông, để có một chậu cây cảnh tốt cho anh chị em và các bạn, thì rõ ràng là không thể là có một cái sản phẩm rẻ, quá rẻ được. Và điều đó là điều mà qua video này thì cũng mong rằng là muốn chia sẻ tới anh chị em và các bạn những cái góc nhìn khác về cái nghề bán một cái sản phẩm làm đẹp, cũng như là một cái sản phẩm mà nó có cái độ phai, tức là nó có cái thời gian sử dụng không dài. Thì cái câu chuyện thi gan giữa người bán và người mua nó không đem lại cái điều tích cực và tốt đẹp cho bất kỳ một bên nào cả. Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ dành thời gian để review cái chợ hoa ngày hôm nay, một cái góc nhìn cho anh chị em và các bạn thấy được cái việc là không khí Tết, không khí chợ hoa ở khu vực phía Nam thì khác gì so với khu vực phía Bắc. Chúng ta sẽ cùng với nhóm để review những cái hoạt động mua bán tại cái chợ hoa tại thành phố Hồ Chí Minh và tại một cái không khí của cái những ngày gần Tết cuối năm tại thành phố Hồ Chí Minh, xem có khác gì so với ở phía Bắc không. Đây, thưa quý anh chị em và các bạn, ở phía đằng sau này là khu công viên đang tổ chức cái lễ hội hoa ở đây. Và ngay cái chỗ tay tôi đây này là nó gọi là chợ. Đây anh chị em và các bạn, đây là vào lúc buổi chiều thì cái khu vực này thì có rất nhiều hoa cây cảnh đang được bày bán. Mà thực sự là trong thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nóng anh chị em và các bạn, chủ yếu là cúc thôi anh chị em và các bạn, rất là nhiều cúc, rất nhiều luôn. Và số khách hàng thì trong ngày 24 thì thực sự là chưa nhiều. Đấy anh chị em và các bạn nhìn là rất nhiều cúc à, quá trời cúc luôn. Khu vực này thì lan quá trời này anh chị này. Đấy, rất là nhiều lan. Phía sau chúng ta đây là rất là nhiều lan này. Quá trời lan luôn. Trong này thì chủ yếu là trưng lan là nhiều anh chị em và các bạn. Đấy. Đây anh chị này, chúng ta có thể đi sát lại để xem. Nhiều lắm, nhiều những cái chậu lan to. Đây anh chị, đây đây này, bên này thì cũng nhiều, rất nhiều lan anh chị.
Đây, khu vực này thì có những cái chậu lan tuyệt hảo luôn anh chị em và bạn. Đây, rất đẹp luôn. Đây anh chị. Đấy, đây đang tại công viên 23 tháng 9. Nhiều lắm anh chị. Đây. Những chậu lan rất là đẹp. Đây anh chị này. Đó, chúng ta thấy này, những chậu lan họ làm này. Rất đẹp luôn ha. Đây nữa anh chị này. Đấy, những chậu lan. Đây này, rất nhiều những chậu lan rất là đẹp luôn. Đó anh chị. Ai trời luôn ha. Chúng ta đi review tất cả những cái khu có lan nhiều này. Thì miền Nam thì chủ yếu là lan, cúc. Đây anh chị. Đây có những cái chậu lan đẹp phải không? Quá đẹp luôn ha. Rất là đẹp ha. Chậu lan này chắc là cũng phải mấy triệu ấy. Đây chị. Ở phía đằng này thì cũng có đào. Đào được đem từ phía bắc vào anh chị em và các bạn. Đào ở trong này thì do là nó nắng quá nên là nó không được đẹp giống như ở Hà Nội đâu anh chị. Nhưng mà là người ta cũng bảo quản như thế này đã là rất là tốt rồi. Bảo quản vào đến đây như từ những cành đào to. To ơi là to luôn. Đấy, đem vào đây. Đây, anh chị thấy này. Đó, rất nhiều những cái cành đào bảo quản to đùng ở đây luôn. Ở đây cũng có nhiều đào lắm này. Nhiều đào đem từ phía ngoài kia. Có nhiều người thắc mắc là tại sao lại cứ bịch cái bịch bóng lại như thế này hả các anh? À, bịch. À, tức là bịch như thế này để ở trong này thì không khí nó nóng hơn so với ngoài ngoài kia. Nên là bịch là như thế này thì nó sẽ giữ được cái việc là hoa nó vẫn đẹp và nó không có bung ngay ra để giữ được lâu hơn. Nên là nhiều người ra đây đi mua thì thắc mắc là tại sao các người bán hoa người ta lại không có mở ra để cho xem. Nhưng không phải là người ta không mở ra xem đâu mà giữ như thế này thì bởi vì cái khí trong miền Nam này thì thông thường thì mùa Tết hay là các cái mùa khác cũng vậy à, nóng nên là và gió nó nhiều thì nếu mở ra thì nó sẽ bung cánh hoa ra và gió nó vào nó sẽ làm hư hoa. Nên là mọi người mua thì có thể là nhìn từ qua ngoài cái này. Hoặc là ví dụ như có thể là hé ra xem. Nếu thực sự muốn mua thôi thì sau đấy là đem về nhà thì chúng ta sẽ mở ra. Chứ không phải là câu chuyện là người ta lại bịch là như thế này là như thế nào đâu anh chị em bạn. Nhiều đào lắm, cũng rất nhiều đào chứ không phải không có. Rất nhiều luôn đào. Và phía trước chúng tôi đây là quất. Tôi sẽ quay cho anh chị coi quất này. Đây anh chị này. Rất là nhiều quất luôn. Có quất, rất là nhiều quất. Quất cũng đem từ Hà Nội vào. Rất nhiều ha. Đấy, đào đây, anh này năng hô là đỏ như ngoài Bắc luôn. Năm nay thì bán tầm giờ là đã chạy chưa anh? Bắt đầu là chơi dần dần rồi. Bắt đầu chơi được rồi đấy. Đây, mọi người có thể ra ngoài công viên 23 tháng 9 này. Có rất nhiều luôn. Khu vực này thì các anh đã lấy vào đây rất là nhiều đào luôn rồi. Cực kỳ nhiều luôn anh chị em và các bạn ha. Đây, cả một cái khu lớn luôn. Anh chị các bạn tha hồ xem. Ra đây xem thì có rất nhiều đào. Những cành đào đẹp luôn. Bảo là nhiều người vào tìm đào ở đâu ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây, hai công viên 23 tháng 9 đang trưng bày rất là nhiều luôn. Đây là cả một khu vực này là chỉ có đào không là đào này anh chị này. Quá trời đào luôn ha. Cả một vùng lớn luôn, cả một cái khu vực lớn. Ở trước khách sạn New World anh chị em các bạn. Đây này, đây là khách sạn New World này. Ngay góc ngoài đây là khách sạn New World. Nên là ra ngay cái chỗ khách sạn New World thì mua đào là rất là nhiều anh chị ha. Đây này, anh chị nhìn này. Nó cũng cách cái cánh của nó sắc màu với các thứ y chang giống như tức là đem từ ngoài kia vào như thế nào thì bây giờ họ bảo tôi không biết là họ bảo quản như thế nào nhưng mà bảo quản rất tốt luôn. Màu và cái chất lượng đào cũng không hề kém luôn so với lại cái khí lạnh ở ngoài Bắc đâu. Bảo quản đây rất là tốt là anh chị này, anh chị lộc nhìn. Lộc nó lên đều nhau luôn. Đây, lộc với nụ các thứ là rất là chuẩn đây, anh chị nhìn rất kỹ đây này, đó. Ngoài này nhiều lắm anh chị ha. Ra ngoài khu vực chỗ ngay trước New World ấy, nhiều lắm. Đây khu vực này thì quất thế rất là nhiều anh chị ha. Họ bán rất nhiều quất thế ở đây này. Đây có rất nhiều quất thế này. Cây quất nhỏ thôi nhưng mà làm thế rất là đẹp. Nhiều cực. Nhiều quất thế anh chị có thể ra đây mua. Lễ hội này thì từ giờ tới tận gần Tết luôn á.
Này thì mình bán đến khi nào anh? À bán sát đến 30 luôn. Ngay trước chỗ New World anh chị em các bạn.